Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh lại gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Hiện tại thì em đang di chuyển về hướng con đường Nguyễn Tri Phương, con đường 3 tháng 4 để hướng ra đầu đèo. Trước khi mà rời xa trung tâm thành phố thì có một địa điểm em muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đó là một quán cà phê nằm treo leo. Nằm tại con đường Đặng Thái Thân thuộc phường 3 của thành phố Đà Lạt. Đây là con đường Đặng Thái Thân. Chúng ta sẽ đi vào bên trong con hẻm này. Hôm nay Đà Lạt là ngày 25 tháng 11 năm 2022, thời tiết có nắng đẹp và đã hết mưa. Bây giờ là 10 giờ sáng, nhiệt độ ở ngoài vô cùng là lý tưởng để mà chúng ta đi ngắm cảnh cũng như là đi uống cà phê. Em cũng không quên xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới tràn ngập năng lượng và thật là nhiều bình an. Khu du lịch Lá Phong Đỏ ở Đà Lạt nằm ở địa chỉ 45 con đường Đặng Thái Thân thuộc phường 3. Nếu như mà quý vị và các bạn đi xe Honda thì chúng ta mất khoảng 15 phút với chiều dài 3 cây số đi về hướng đèo Prenn. Ở đây là một con đường nhỏ hẹp nằm men theo sườn đồi treo leo với những căn biệt thự. Em cũng muốn đưa cô bác anh chị và các bạn đi ngắm cảnh cũng như là để giới thiệu đến quý vị và các bạn cây lá phong được trồng ở Đà Lạt. Thường thì hàng năm vào dịp cuối năm thì lá phong đã bắt đầu đổi màu. Không biết cô chú anh chị và các bạn đã từng đi vào khu du lịch Lá Phong để ngắm lá phong hay chưa? Bây giờ em xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng vào bên trong để ngắm cảnh cũng như là thưởng thức đồ uống ngắm lá phong. Của bà con để bán cho du khách mua về làm quà kỷ niệm, đặc biệt là chuẩn bị đến mùa Noel rồi. Đi vào bên trong, quý vị và các bạn sẽ men theo con đường quanh co này và xe máy thì chúng ta để ở đây mất phí 3.000 đồng. Sau đó sẽ đi ngược lên lại. Và mua vé vào cổng đối với người lớn là 60.000 đồng, còn trẻ em là 30.000 đồng. Giờ mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 17 giờ 30 hàng ngày. Đây là vé vào cổng. Chúng ta mua vé vào cổng, bên trong thì nước uống, rồi chúng ta sẽ mua sau. Bên trong khu du lịch Lá Phong thì trồng một số loại cây lá phong của Canada. Toàn bộ có hơn 2.000 gốc lá phong khác nhau. Ngoài ra còn có các loại cây khác như là tùng bút, vân vân, rất là quý hiếm. Quán cà phê Kokoro, người ta làm với phong cách Nhật Bản, cũng là một địa điểm có rất nhiều bạn trẻ thường ghé đến chụp hình với phong cách Nhật Bản. Trước khi đi vào bên trong, các bạn trẻ cũng không quên để lại cho mình những bức ảnh đẹp với những tiểu cảnh trang trí rất là bắt mắt ở bên phía ngoài.
trẻ cũng đang chụp hình với những bộ trang phục của Nhật. Những bộ trang phục này mình sẽ vào bên trong nhà trống để thuê. Giá mỗi bộ kimono như thế này có giá 100.000 đồng đối với một lượt và chỉ được 60 phút. Còn chúng ta sẽ đặt tiền thế chân là 500.000 đồng cho một bộ. Còn trẻ em là 50.000 đồng cũng với 60 phút và thế chân 300.000 đồng. Ngoài ra thì còn các phụ kiện như là quạt vân vân thì chúng ta thuê riêng với giá 30.000 đồng để mà chụp hình. Bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong nhà trống để tham quan xem thử như thế nào. Ngôi nhà này được mô phỏng giống như là một chiếc trống khổng lồ với 20 mặt trống được trang trí toàn bộ bằng kính cường lực với nhiều màu sắc khác nhau như là những chú cá koi đang bơi lội dưới hồ. Ở đây là khu vực để mà quý vị và các bạn hóa trang trước khi mà chúng ta ra bên ngoài để mà chụp hình. Và ở đây cũng có dịch vụ thuê người chụp ảnh riêng. Dịch vụ này cũng không có nhiều người chụp hình, cũng không có nhiều người thuê, chủ yếu là trang phục thôi. Bên ngoài sân vườn, đó là một không gian đầy cây cối mát mẻ. Chúng ta sẽ ngồi ở dưới những gốc cây này để mà thưởng thức cà phê thì rất là mát và tuyệt vời. Nhà Noel để chuẩn bị cho Giáng sinh nè. Đối với khu vực nhà chính thì nó giống như là một hình lá phong với 132 mái. Đây là một công trình được dựa theo ý tưởng của tháp Ai Cập cũng như là kết hợp với lá phong Nhật Bản cho ra một công trình kiến trúc rất là độc đáo và còn mang ý nghĩa cho sự thịnh vượng. Khu vực bên trong thì có hai hồ cá koi lớn và mình sẽ nhìn thấy người ta bán đồ ăn cho cá để mà cho cá koi ăn, thu hút cá koi để mà chụp hình rất là đẹp. Ở đây giá đồ uống
thì có giá dao động từ 35.000 đồng cho đến 50.000. Giá cũng rẻ hơn bởi vì mình đã mất phí vào cổng rồi. Còn nếu như quý vị và các bạn không muốn uống nước thì chúng ta cũng có thể tham quan. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức đồ uống với em. Đây là một ly nước dâu, bên trên người ta trang trí những quả dâu được sắc nhỏ cũng như là táo. Rồi thêm một lá bạc hà, rất là bắt mắt. Bây giờ thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi xuống khu vực lá phong để chúng ta ngắm nhìn lá phong. Có thể nói khu vực này người ta đầu tư một cách rất là bài bản. Mùa này đáng lẽ ra là lá phong đã chuyển sang màu, hơi ra màu rồi quý vị. Khi mà nhiệt độ ban đêm xuống thấp, đặc biệt là những tháng cuối năm ở Đà Lạt như thế này thì lá phong sẽ chuyển màu. Ngày thì ngắn, đêm thì dài, sẽ làm cho chất diệp lục bên trong lá phong giảm sút, cũng khiến cho các chất đó chuyển sang màu vàng, màu đỏ nổi lên trên mặt lá. Đây là màu đặc trưng của lá phong. Có lẽ do nhiệt độ ở Đà Lạt vẫn chưa có đủ lạnh để khiến cho những chiếc lá phong này chuyển hết sang màu đỏ. Nếu mà quý vị và các bạn đi ngắm lá phong, đẹp nhất đó là vào khoảng tháng 11 đến tháng 12. Khi mà thời điểm này lá phong sẽ đổi màu và chúng ta chụp hình rất là đẹp. Thank you.
thông qua video clip này, cô bác anh chị và các bạn sẽ thích như là có những giây phút thư giãn giải trí khi xem video. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ em xin được hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.